3 tỷ thì tại vì Minh Hằng là người rất là ngại về nói chuyện về con số, nên là có team truyền thông thì đưa số vào thì thực ra là Hằng cũng nói là không nên, không nên. Nên là không biết các bạn nhất lúc nào mình cũng không có để ý. Như mọi người biết, mọi người xem phim là mọi người có thể đoán được là làm phim này không thể nào là con số 3 tỷ được. Thực ra lúc đầu là Hằng nghĩ là mình sẽ làm 3 tỷ nhưng mà nó không có như Hằng mong muốn. Mọi thứ nó trôi dạt về phương nào đó và cuối cùng bây giờ con số nó gần lên là gấp đôi. Số nó gần lên là gấp đôi. Mọi người lùi lại giùm em á, mọi người lùi lại. Rồi, có thể tập trung qua khu vực chính giữa cũng được, hoặc là khu vực bên tay trái, tay phải cũng được, cô các bạn có được nha. Rồi, xin mời các bạn di chuyển nhanh chóng vào bên trong với chúng tôi. Câu ha, cái đoạn mà có búp bê với lại em bé ở đoạn đầu phim, chắc chắn là khi em để vào thì nó phải có lý do và phải có ý đồ. Vì như em chia sẻ đây là bộ phim về về xã hội, thì em đang thấy cái xã hội này đang có vấn đề rất là nhức nhối, đó là vấn đề ấu dâm. Nếu như mọi người có thể thấy được là trong một khoảng thời gian em làm việc á, thì em ít khi nào em chia sẻ cái quan điểm của mình với mọi người về những cái vấn đề nào đó, nhưng mà không có nghĩa là em không quan tâm đến vấn đề xã hội. Em quan tâm theo một cách khác, và em làm phim thì em phải có những cái thông điệp. Và trước khi mà em làm bộ phim này thì em đã đặt lịch cùng với là bác sĩ tâm lý và có thể tư vấn lên những cái gì mà nó đang xảy ra ở ngoài xã hội, và tại sao bệnh nhân họ đang có những cái hành vi như thế, và tại sao người bị hại họ có những hành vi như thế. Thì tất cả những điều đó em phải tham khảo rất là nhiều để làm ra một bộ phim, để có một cái thông điệp tích cực để bớt đi những cái tệ nạn ở ngoài kia. Vì em nghĩ là mình làm nghề cũng đủ lâu, ngoài cái việc mà mình làm sản phẩm để có thể tiếp cận với đối tượng khán giả, thì mình cũng phải có trách nhiệm làm điều gì đó cho xã hội. Vì em nghĩ tới lúc em có thể làm được điều đó. Và tại sao em chọn cái chủ đề này? Như mọi người, em
nói ngay từ đầu là chủ đề này rất là khó làm, cực kỳ khó. Tại vì nếu như là không khéo thì nó sẽ bị phản tác dụng và mọi người sẽ quay lưng với lại Minh Hằng. Tại đây là một cái tên, Minh Hằng là một cái tên chứ không phải là chỉ là một cô diễn viên, không phải là một cô ca sĩ, mà là một cái tên đã làm việc trong nghề, cống hiến trong nghề và rất là lâu. Và em nghĩ là em làm bằng tất cả tâm huyết cũng như là sự đam mê của mình dành cho công việc, cũng như là với trách nhiệm là một người có ảnh hưởng đến ngoài xã hội. Và câu hỏi thứ hai là Roto có tài trợ nhiều hay không? Như mọi người biết là đây là bộ phim về vấn đề xã hội nên em không có nhận nhiều tài trợ. Vì chỉ nói với là Roto là nếu như Roto nhận lời thì em sẽ để cho Roto là nhà tài trợ độc quyền. Và Roto đã đồng ý về chuyện đó vì em biết được là mình có thể xin được tiền, nhưng mà vấn đề mình phải xử lý tiền nó như thế nào mới thỏa đáng được với lại khách hàng. Và như mọi người biết là em làm việc với Roto là 10 năm nay, để trở thành một đại sứ thương hiệu 10 năm thì nó không phải là đơn giản. Ở ngoài cái việc mình làm đại sứ thì mình cũng phải truyền đi những thông điệp rất là tích cực. Và tại sao mà cái ngôi nhà của em sử dụng tất cả những cái vỏ chai được tái chế mà không sử dụng tất cả những cái gì gọi là nhựa. Khi mà mình xài nhựa rồi thì em đều có những cái thông điệp đặt để ở trong phim. Và chắc chắn là bây giờ em không nói nhiều, tại vì nói thì 3 tỷ thì tại vì Minh Hằng là người rất là ngại về nói chuyện về con số, nên là có team truyền thông thì đưa số vào thì thực ra là Hằng cũng nói là không nên, không nên. Nên là không biết các bạn biết lúc nào mình cũng không có để ý. Như mọi người biết, mọi người xem phim là mọi người có thể đoán được là làm phim này không thể nào là con số 3 tỷ được. Thực ra lúc đầu là Hằng nghĩ là mình sẽ làm 3 tỷ nhưng mà nó không có như Hằng mong muốn. Mọi thứ nó trôi dạt về phương nào đó và cuối cùng bây giờ con số nó gần lên là gấp đôi. Để mà mình có chia ra một cái khoản nó rất là hợp lý cho về truyền thông, về những cái hậu kỳ phía sau. Nhưng mọi người biết là khi mà mình quay thì nó đã tốn kém rồi, nhưng mà về hậu kỳ nếu như mọi người coi á thì mọi người sẽ thấy là về cách dàn dựng, về hậu kỳ, về edit, rồi về effect, tất cả mọi thứ về nhạc, Hằng cũng làm team, một cái team làm nhạc riêng, một team sản xuất nhạc riêng, một team làm soundtrack riêng, tất cả hàng cái đều yêu cầu rất là sự hoàn hảo nên là cái số tiền bây giờ lên rất là cao. Nhưng mà nãy giờ Hằng có nói là Hằng không muốn chia sẻ về con số, tại vì con số thì nó là rất lớn, nhưng mà nếu mà nhận được tình yêu của mọi người lớn hơn thì nó sẽ là con số rất nhỏ, nên là Hằng không muốn chia sẻ. Câu thứ hai là gì, quên rồi. Câu thứ hai, nhà sản xuất phim. Đây. Và cảm ơn em rất là nhiều vì đã theo dõi cái chặng đường mà Minh Hằng muốn là trở thành một nhà sản xuất. Như mọi người thấy là làm diễn viên khó nhưng mà làm nhà sản xuất thì càng khó hơn. Thứ nhất là mình phải đảm đương quá nhiều cái vị trí ở trong đó. Làm nhà sản xuất với điều kiện là mình phải có năng lực và cũng phải có tài chính thì mới có thể làm được. Và trong thời gian vừa qua thì Minh Hằng cũng đã đầu tư một vài phim để học hỏi kinh nghiệm để có thể sản xuất ra được một bộ phim nó có chất lượng cao như thế nào. Và đến thời điểm hiện tại thì đó là một trong những cái mục tiêu lớn mà Minh Hằng sẽ hướng đến trong tương lai, là sẽ đầu tư vào những cái bộ phim nó mang chất lượng cao và sẽ luôn kiểm tra cái phần kịch bản, là cái khâu mà mình nghĩ là Việt Nam của chúng ta đang thiếu rất là nhiều, và luôn luôn là đồng hành cùng với là tất cả nhà sản xuất mà họ chịu bỏ tiền đầu tư vào những cái khâu kịch bản, là những cái khâu mà mọi người nghĩ là rất là đơn giản. Và Hằng nghĩ là mình là một trong những người đã có thâm niên ở trong nghề, và tới lúc này thì Hằng mới có thể dám có những cái quyết định mạnh mẽ hơn cho cái con đường và đam mê của mình. Vì Hằng nghĩ là một diễn viên thì mình maybe là mình có thể sống được với nghề 10 năm, nhưng nếu là mình là một nhà sản xuất thì mình có thể sống với nghề nhiều năm hơn, và chắc là mong là mình có thể thực hiện ước mơ đó trong tương lai. Mời Minh Dự đi, thì Minh Hằng có nói là em ơi em phải đi, tại vì vai diễn của em dễ thương lắm, nên là mình nghĩ là khán giả sẽ thích. Và ngày hôm nay thì mọi người có thích cái phân đoạn của Minh Dự không ạ? Yeah, đúng không? Minh ở trong tập 1 nên là bắt buộc phải nói một lời gì đó. Rồi, xin mời Minh Dự. Chị muốn nói vấn đề là em có nhận tiền hay không hả? Không, em có làm thơ trong tập đó không? Em không, bỏ qua vấn đề. Dạ, bỏ qua đi. Dạ. Có biết nói gì không? Anh nói đi. Em có biết nói gì không? Anh nói đi, của chồng con vợ. Thật ra thì rồi mọi người biết không, có vấn đề á là hồi nãy Chu với Nhi, Đông Nhi ngồi trên đó rất là tức. Là chị Hằng nói một câu là cái phim mà chị Hằng viết kịch bản, Donny đóng giày cho từng người, và thả lời thoại là viết ra rõ ràng là ai cũng phải đúng cái câu đó để cho người ta tự nhiên đúng có cái để dựa vào. Nhưng mà mọi người biết không, hôm đó Chuôn với Đông Nhi tới và cả Lan Ngọc nữa là không có gắn micro nha, không có gắn micro, nói không diễn gì vậy, em không biết diễn gì hết á, thì em cứ đứng ở đi, em cứ nói khùng đi mẹ, không có thu âm thanh. Trời ơi, em hiểu rồi, hèn chi hồi nãy chị Hằng nói là thực ra đến với phim của Hằng đến hiện trường á, Hằng không có cái kiểu mà
ghi một cái sườn rồi muốn nói sao nói. Thực ra chị Hằng không ghi gì luôn, không có cái sườn gì hết. Và tôi cũng như Đông Nhi và La Ngọc nó khùng, nó yên, nó tửng, nó bậy, nó bạ. Xong rồi cũng tại sao âm thanh lên cho nó chị. Mà cái em nói cái gì, em cố mấy em nói cái gì nữa. Tức là tâm lý anh Xuân không biết là những câu đó được ghi hình đúng không? Không hề biết, không hề biết. Nó đậy, nó bậy không á. Xong bây giờ nó không có tâm lý gì hết. Chị nói một lời. Em lật mặt chị với em. Không, mà mình đính chính cho mọi người. Tại vì là tất cả những diễn viên trong phim đều có thoại. Nhưng mà khách mời mà mình đi hẳn đỏ thôi mà mình đâu có nghĩ là nói thoại đâu. Nhưng mà tại vì tất cả những cái sự tung hứng của vậy mình dự là khách mời hay là diễn viên? Có đi thoại đàng hoàng. Mà mình dự là diễn viên hay khách mời? Dạ em không biết là cái em với anh chị Hằng cư xử tốt với ai. Nhưng mà của em là hoàn toàn là thoại của chị Hằng viết cho em không á. Có em thấy chưa? Vậy là cũng phải coi lại cách đang ở. Em không được mời lên đây. Ôi không được mời lên đây chung với ta. Thật ra là anh Dương còn khỏi ô chửi. Sao em tập 1 có nhiều phân quả tập chửi. Sao nhiều tập 1 em nhiều được làm nam làm nữ nữa. Không phải đơn giản mà tự nhiên Minh Hằng Minh Dương chung một chữ Minh. Không phải. Cái này rõ ràng là đã tới lúc mà em nói với báo chí với mọi người chưa là em kiếm chuyện để em nói với báo chí. Thật ra anh không hề hỏi hai câu đó luôn á. Nhưng mà anh hỏi câu đó hồi nào. Cái ánh mắt anh rất là kỳ. Tức là em hôm nay em được những cái ông công khai luôn thì không biết là chị Hai có cho phép không? Chị Hai. Tại vì em là em ruột của chị Minh Hằng đó mọi người. Giống chỗ nào? Giống chỗ nào? Đúng. Ủa? Hả? Tôi chị đúng. Thì giống chữ Minh. Đúng rồi, giống chữ Minh kìa. Anh là gì? Minh Phạm hả? Nhớ tên anh lớn chưa? Xuân Phạm bất dự à? Phải đi mà phương đoạn anh nói những câu này thì nãy giờ Sơn biết mấy. Còn nãy giờ nó khùng mới đi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra là đối với Chun rất là vui. Hôm bữa chị Hằng, tức là quay cái này trước dịch, thì có nói là muốn mời Chun một cái vai khác. Mà em cũng không biết vai gì, tại chứ em chưa thấy trên này. Nhưng mà một phần là hôm đó là Chun cũng đang tham gia một phim khác á, nên cũng không rất là tiếc là không thể tham gia chung với chị Hằng. Chứ nếu mà thật sự có thời gian là rất là vui khi tham gia dự án này luôn. Thôi thì nãy giờ em coi thì em thấy rất là đầu tư, không thua gì phim điện ảnh thiệt sự. Không biết là chị một căn penthouse hay là một căn chung cư cao cấp ở quận mấy chị? Bây giờ là quận 2 mắc tiền lắm nha, trung tâm tài chính đó. Vậy là hiểu rồi đó, nói chung là khoảng 7-8 tỷ á. Nói chung là em xin chúc cho chị Hằng phim này sẽ thật là hot, được mọi người yêu mến nhiều hơn. Và sau phim này chị sẽ có thực nhiều phim mà cái vai gai góc hơn vậy nữa, em đóng chờ tập 2, tập 3, tập 4. Yeah. Nãy giờ em với lại Xuân là lợp mặt giỡn với chị Hằng thôi. Nhưng mà thiệt hả? Tại đến lúc mình binh chị Hằng rồi anh ơi. Mặt em không giống binh lắm. Cái kiểu của anh chứ không nhận được tiền, cái anh tức quả ông ta. Thôi em là nhận tiền, em nhận luôn cái tiền bia ngày hôm nay đó kiện Xuân à. Bây giờ phải nói lời hay ý đẹp nè. Dạ chào mọi người. Thì chị Minh Hằng ngày hôm nay làm việc rất là tốt luôn quý vị. Không, này tao thực hiện nghe này. Không thiệt. Không có đâu mọi người. Hôm đó là tôi tới thấy Vinh Dự ngồi một cốc ở ngay cái sân khấu á. Nó nói trời quay cái gì mà lâu quá, em mệt quá, em muốn về bây giờ. Bây giờ em nói không nghe, em nói con chỗ quay cái gì mà lâu quá, chắc quay kỹ lắm, lên hình đẹp lắm nè. Em nói câu đó mà. Cái chữ lâu đó có hai hướng lượt, quay lâu mà để mình quay vừa dở gì lâu nó quay lâu, quay kỹ lên hình đẹp nó khác nha anh. Đặt chút điều cũng phải tìm hiểu. Rồi Thảo Mai đi, rồi 2-3 vô. Dạ. Cái hôm đó thì đúng như lời chị Hằng hồi nãy nói là chị Hằng thường đi phim truyền hình, chị Hằng không có tập nhiều. Nhưng riêng cái này là trước kia mà anh xét qua chị Hằng tập đi tập lại thì đúng là có. Ngay cả bản thân em chắc chắn là em chỉ tập 2 không có, tập 1 em dừng lại cái tay em ở đây rồi. Chỉ có vài phút đoạn thôi, nhưng mà trong lúc mà các máy quay, đạo diễn quay phim đứng đó xét rồi. Ngay cái khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi nha, chị Hằng cũng chưa chịu cho em quay nữa dự. Hai chị mình tập lại một lần nữa đi. Đã là lần thứ 3 rồi nha quý vị. Tức là mỗi set quay như vậy chị Hằng tập ít nhất là 2-3 lần để cho kỹ. Đến khi mà có những cái phân mà em quay, em nói sai một câu hoài hay thiếu vài chữ của em quay xong chẳng, em giữ em nói thiếu với ông dự. Còn em tập coi em nói câu khác. Tức là chị Hằng nhớ từng ly từng tí thoại của đối phương luôn. Cho nên là khi mà lên hình, ngày hôm nay em xem tập 1, em thấy từng phim hình, từng phân đoạn, từ góc quay đến thần thái diễn xuất của chị Hằng. Cái góc quay cực kỳ đẹp thì em nghĩ là cái đó không có gì bất ngờ hết. Vì trong lúc mà em nghĩ là cái sự kỹ tính và chỉnh chu nghiêm túc đó thì sản phẩm phải như vậy. Và em chúc mừng chị Hằng có một sản phẩm web drama đầy kịch tính đúng ý chờ đợi của khán giả. Hay quá. Chị thấy chưa?
cái phong bì dày ngày hôm đó nó lợi cho ngày hôm nay. Chị thấy chưa, cái phong bì nó quá mỏng, đến hôm nay em chỉ đến đây lập mặt vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Minh Dự, cảm ơn Xuân, cảm ơn hai em một phần rất ấn tượng trong tập 1 của Minh Hằng. Nãy em có chia sẻ là Hằng có chia sẻ là nếu như mà web series này mà nhận được tình yêu thương của mọi người thì chắc chắn là nó sẽ có phiên bản điện ảnh. Vì đó là một trong những cái khoản của Hằng. Tại sao Minh Hằng lại bỏ một số tiền lớn ra để làm kẻ săn tinh mà với cái chất lượng như thế này, thì chắc chắn đó là một cái mục tiêu phấn đấu của Hằng. Và như Hằng nói là nếu như web series thành công thì Hằng vẫn sẽ bỏ tiền đầu tư vào những cái series tiếp theo. Tại vì Hằng nói là chủ đề nhà báo là một chủ đề vô cùng bất tận, sẽ có rất là nhiều cái chuyện xảy ra xung quanh chúng ta mà cần có sự lên tiếng, hoặc là sẽ có rất là nhiều chủ đề mà mình có thể làm được, mình có thể làm phim được. Nên là nó là một câu chuyện rất là dài hơi. Và em chắc là mong là cái series này nó thành công thì những series khác sẽ được ra mắt trong tương lai. Và em cũng đã nhờ một lớp biên kịch để viết về cái cô Khánh Hà này ở phiên bản điện ảnh rồi. Nên rất là mong là mình có thể làm được một kịch bản hay. Tại vì như em nói là nếu như mình làm ở YouTube thì mình có thể thương mại hơn, mình có thể làm cho nó dễ thương, dễ coi. Nhưng nếu mà lên bản điện ảnh thì nó sẽ cần có nhiều yếu tố hình sự hơn, nó sẽ cần logic hơn, nó sẽ làm cho mọi thứ nó thắt chặt hơn, chứ nó sẽ không được cách một cách xề xòa như thế. Nên là em vẫn đang trong quá trình ấp ủ, nhưng mà biết tiếng Minh Hằng rồi nên là khi mà có cái gì rồi tụi Minh Hằng mới chia sẻ. Nhưng mà cũng cảm ơn câu hỏi, tại vì thực ra là cũng hiểu được cái tính của Minh Hằng như thế nào. Cảm ơn rất là nhiều. Câu hỏi. Thật ra thì em cũng có tính toán dữ lắm đó mọi người. Làm phim nhưng mà em cũng có làm nhạc trong đó. Như mọi người thấy thì tất cả những cái soundtrack ở trong phim là đều là do ekip của Minh Hằng làm. Và ngoài soundtrack là thì Minh Hằng có làm 9 ca khúc ở trong phim. Và sẽ phát hành album sau khi mà Web Drama này sẽ được ra mắt hết. Là sẽ có một cái buổi showcase để mà có thể trình diễn lại hết tất cả những ca khúc ở trong phim. Và chắc chắn là Minh Hằng sẽ tiết lộ ra dần dần những cái yếu tố, những cái bài hát nào sẽ là bài hát đinh. Nhưng mà Minh Hằng lần này thì Minh Hằng đã rút kinh nghiệm rất là nhiều vì những cái lần mà mình ra bài hát. Thật ra là trong khoảng 2-3 năm gần đây, có thể là gọi là 5 năm, Minh Hằng đã tự làm nhạc và tự làm theo những cái gì mình mong muốn, tự gì mình thích. Nhưng mà lần này thì khác, Minh Hằng có một cái team sẽ có giám đốc âm nhạc, họ tìm, họ collect lại tất cả những cái ca khúc của tất cả các bạn trẻ để làm cho bộ phim này nó phù hợp với những ca khúc đó, còn ngược lại yếu tố đó để cho những cái ca khúc nó phù hợp với lại yếu tố của phim. Và Minh Hằng đã đặt ra những chín ca khúc đó là dành cho từng cái bộ phim, từng tập của bộ phim. Và Minh Hằng rất là mong là Minh Hằng được cộng tác với lại tất cả các bạn trẻ đó sẽ có mang một cái chất liệu rất là mới, và các album này nó cũng sẽ mang một cái dòng nhạc rất là mới, rất là indie, nó là dòng nhạc underground, nó không phải là ballad, sẽ không phải là những cái gì mà Minh Hằng đã từng thể hiện. Và khi mà Minh Hằng bước chân vào phòng thu thì nó cũng rất là nhiều cái mình phải học được ở trong cái lần này. Chính vì thế thì tại sao Minh Hằng mới mạnh dạn cho lần này. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, và rất là mong là sau khi chiếu phim ra mình sẽ có một buổi showcase nữa, sẽ được nghe tất cả những các khúc trong phim.